ghế nó bị gãy sao ấy. Son với là kẹo chân mày thôi, mặt còn vài rúm số mọi người chê hỉ. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Anh Quốc à, khi nào ra Đà Nẵng đi, ra Đà Nẵng đi em nhớ anh. Tiếng Anh mình không biết đọc ý, mình ngu lắm. Hello phở bò, chào Đức Mát, chào Châu Văn Đức, chào người ơn mặt.
Vâng, nghe kiện nha, tại vì bây giờ tôi đang đi làm phương đông á, cho nên tôi phải đi mặc như này chứ mặc đồ kín sao được bạn. Ok, chia sẻ thì kết bạn hết.
bột chứ, ném cho con. Chị sao không thấy có cái màu gì hết gì? Không thấy có cái màu gì hết vậy? Thấy cái có cần đếm đi, con hai mươi lên đi, việc đi muốn nữa. Sang đi bột. Đếm lắm đếm chứ. Kì cái bột mình không ngon. Chị không có đó. Chắc có bi con không có đấy. Lạc dễ sờ luôn á. Thì kể đi đấy, cô mới bỏ công việc cô vô đấy. Có gì tiền cho. Đừng nào nhắc con á. Chia nãy giờ. Rồi dọn đi.